Hello, xin chào tất cả mọi người. Nhân dịp chúng thanh niên của Chùa Hồng Phúc tròn 7 tuổi, mình kính chúc chúng thanh niên sẽ tiếp tục phát triển hơn. Sau này cũng hy vọng là các bạn thanh niên sẽ cùng nhau đồng hành cùng các anh chị bên trường để tiếp tục phụng sự cho các đại lễ của nhà chùa sau này. Xin chào tất cả mọi người. Nhân dịp chúng sinh nhân sinh nhật 7 tuổi, mình xin chúc chúng thanh niên ngày càng lớn mạnh hơn và thật nhiều sức khỏe để phụng sự cho chùa. Chào tất cả mọi người, mình là Hoài Thu. Thì hôm nay nhân ngày sinh nhật của chúng thanh niên chùa Hoàng Phúc. Hiện nay thì mình đang học tại Đà Nẵng và không thể tham gia buổi sinh hoạt ngày hôm nay, nên gửi lời chúc đến tất cả các vấn đề trong chúng thanh niên chùa. Xin chúc cho các vấn đề sức khỏe, bên cạnh đó thì sẽ tiếp tục cống hiến phụng sự và tu tập đoàn kết yêu thương nhau để giữ mãi ngọn lửa sáng mà sư phụ và các quý thầy cô đã truyền trao. Cũng nhân đây xin cảm ơn các cô các bác đạo tràng đã luôn yêu quý dìu dắt và hướng dẫn chúng con để chúng con thực hiện được những nhiệm vụ đã được giao. Chúc mừng sinh nhật 7 năm thành lập chúng thanh niên Phật tử chùa Hồng Phúc. Đây là tiếng nói Việt Nam được truyền hình trực tiếp từ Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Lần đầu tiên thì cho phép con được gửi lời chào cũng như là lời chúc sức khỏe đến các quý thầy, các mẹ, o gì cũng như là toàn thể huynh đệ của chúng thanh niên chùa ngày hôm nay. Rất vui ngày hôm nay thì hạnh được gửi một lời chúc mừng sinh nhật, chúc mừng ngày thành lập từ phương xa tới tất cả mọi người. Chúc cho mọi người sẽ có một buổi lễ thành lập diễn ra thật là vui vẻ và ấm áp bên nhau nhé. Xin chào tất cả mọi người, chúc mừng sinh nhật 7 tuổi của chúng thanh niên. Chúc chúng thanh niên sẽ phát triển và lớn mạnh hơn trong năm nay và những năm tiếp theo nữa. Xin chào tất cả mọi người đang về tham dự buổi tiệc sinh nhật của chúng thanh niên chùa Hồng Phúc ngày hôm nay. Thì bản thân rất là vinh dự khi nhận được lời mời của anh Thắng, nhưng mà vì lý do học tập cũng như là công việc tại Đà Nẵng không thể ra tham dự cùng với mọi người được. Mặc dù là thời gian sinh hoạt cùng với lại chúng thanh niên của chúng ta rất là ít, nhưng mà luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương của tất cả mọi người cũng như là quý thầy tại chùa. Thì nhân dịp kỷ niệm 7 năm thành lập của chúng thanh niên, cũng xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người, là chúc cho chúng thanh niên của chúng ta là ngày càng phát triển vững mạnh hơn, mọi người luôn đoàn kết yêu thương lẫn nhau. Hy vọng là mái chùa Hồng Phúc luôn là nơi để các bạn trau dồi trí tuệ cũng như là lòng từ bi của mình. Thì cuối cùng xin chúc cho buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp. Hẹn gặp lại mọi người một ngày sớm nhất. Gửi yêu thương từ Đà Nẵng. Dạ, lời đầu tiên con xin kính chào các quý thầy cô và xin chào các quý huynh đệ đang có mặt tại chùa ngày hôm nay. Thì hôm nay là một ngày đặc biệt kỷ niệm 7 năm thành lập chúng thanh niên, và con có một số đôi lời muốn nói cùng với các huynh đệ thì mới có mặt tại ngày hôm nay. 7 năm qua thì chúng thanh niên đã phát triển rất là bền vững và trải qua rất là nhiều sự thay đổi. Sự thay đổi ở đây con muốn nói là người cũ và người mới. Những huynh đệ đi trước thì chắc hẳn bây giờ đang học tập và làm việc ở một nơi rất xa, không thể quay trở về chùa phụng sự được. Ví dụ như con xem được những bức hình của các huynh đệ tỷ muội đăng lên Facebook, con có thể biết được những thay đổi về tu tập, thay đổi về chúng thanh niên hoặc là quan cảnh xung quanh chùa từ những cập nhật của mọi người. Đấy. Những kỷ niệm khi phụng sự tại chùa thì con rất là trân quý cái khoảng thời gian đó. Và lời cuối cùng con xin gửi gắm tới các huynh đệ tỷ muội có mặt tại ngày hôm nay, thì chắc chắn trong tương lai các huynh đệ tỷ muội sẽ là những huynh trưởng rất là kiên cường, rất là tỉ mỉ để chăm sóc cho chúng thanh niên tiếp theo. Sau này nếu huynh đệ có thời gian cố gắng tới chùa phụng sự và học hỏi nghe pháp lý, những điều trân quý của Phật pháp, và kính chúc huynh đệ và mọi người ở chùa thật nhiều sức khỏe. Hello mọi người, mình là Diệu. Nhân dịp hôm nay là sinh nhật lần thứ 7 của chúng thanh niên chùa Hồng Phúc, mình chẳng có gì hơn xin gửi đến mọi người là chúc sức khỏe, thật nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn thuận lợi trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã đến chùa và
giúp đỡ cho quý thầy, giúp đỡ cho chùa rất là nhiều công việc. Cuối cùng xin chúc chúng thanh niên của chúng ta ngày càng quy nạp được nhiều thành viên mới và phát triển lớn mạnh hơn nữa. Và mọi người hãy cố gắng về chùa nhiều hơn nữa nhé. Chúc mừng sinh nhật. Otanzobi omedetou gozaimasu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, kính thưa đạo tràng chùa Phúc, kính chào tất cả chúng thanh niên chùa Phúc. Hôm nay nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày thành lập chúng thanh niên chùa Phúc, vì duyên sự cho nên Minh Phúc không về tham dự cùng chúng thanh niên từ phương xa. Minh Phúc xin gửi lời chúc đến chúng thanh niên chùa Phúc thân khỏe tâm an và ngày một càng phát triển tốt hơn, chúng thanh niên gắn bó về chùa nhiều hơn, gắn kết với nhau để chúng ta xây dựng một chúng thanh niên chùa Phúc ngày càng phát triển. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin kính chào thầy Khải Đạo. Chào toàn thể tất cả các bạn nha. Hôm nay các bạn đến chùa đông vui nha. Vì không cũng vừa mới có một khoảng thời gian trải nghiệm rất thú vị trên núi 2 tuần nhập thất và cũng mới xuống núi. Hiện tại thì đang ở Hà Nội, ít ngày nữa thôi là sẽ lên Hải Dương đi học, cũng sẽ xa các bạn một thời gian dài. Hôm nay Vi Công cảm thấy rất là vinh dự khi được heo em Thắng đó, huynh trưởng có gọi điện và nói gửi đôi lời đến cho các bạn. Thì cũng nhân dịp đây, Vi Công cũng muốn gửi một đôi lời tới tặng các bạn. Mình thì cũng kém nói lắm, nhưng mà có một câu mà có một vị thầy từng dạy Vi Không mà Vi Không luôn nhớ mãi. Vị thầy có nói rằng một tập thể, để một tập thể lớn mạnh vững chắc không phải là một tập thể có nhiều người giỏi, nhiều người tài, mà quan trọng là một tập thể biết đoàn kết. Cho nên Vi Không hy vọng rằng tất cả chúng ta khi đã đến chùa rồi thì luôn coi nhau như là coi nơi đây và các bạn như là một đại gia đình. Chúng thanh niên chùa Hoàng Phúc cũng chính là đại gia đình của chúng ta, và mong rằng các bạn luôn luôn đoàn kết, hòa hợp, sống trên tinh thần luôn biết yêu thương, chia sẻ, nhất là không được lục đục nội bộ và chia rẽ lẫn nhau nhé. Quan trọng là khi mà chúng ta có những cái điều gì đó không vui trong lòng, hoặc là những cái tình huống mà hiểu lầm rồi xích mích lẫn nhau đó, thì chúng ta nên buông xuống nhẹ nhàng, rồi vì cái tinh thần là đoàn kết là chính, cho nên là hãy bỏ qua tất cả mọi chuyện mà nó ngoài mong muốn đi. Quan trọng là để cho chúng ta luôn giữ được một cái mái ấm, khi một niềm vui khi mà đến chùa. Mà chúng ta cũng Viên Không cũng mong rằng là khi các bạn đến chùa cũng được học hỏi nhiều hơn và được thực tập để mình hiểu sâu hơn trong đạo Phật, cũng như là con đường tương lai đạo đức của bản thân. Thời gian chắc cũng khá dài, mình cũng không dám nói nhiều nữa. Cũng kính chúc cho toàn thể tất cả quý vị cùng chúng thanh niên ngày hôm nay trong một buổi lễ kỷ niệm thành lập 7 năm chúng thanh niên chùa Hoàng Phúc. Mong tất cả chúng ta luôn luôn được mạnh khỏe, bình an và được sống trong sự trong ánh từ quang của chư Phật mười phương gia hộ, và hy vọng rằng các bạn luôn luôn rảnh rỗi thì cứ đến chùa học tập và chia sẻ lắng nghe với nhau.
Ba la một hồi là không biết nói gì luôn á. Dạ. Thôi thì cũng nhường chỗ lại cho các sư huynh và quý thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào tất cả các bạn nha.